bạn qua cả nhà. Hôm nay Út làm món thịt kho hột vịt, hay ta còn gọi là thịt kho tàu các bạn. Cái này Út sử dụng là thịt nọng. Nọng hôm nay Út mua được cái nọng này nó ngon như là thịt ba chỉ luôn các bạn. Thì nè được 1 ký. Út cắt khúc và Út rửa ngâm nước muối loãng 30 phút để cho nó ra tạp chất những trong cái miếng thịt. Và Út sử dụng một ít muối và nửa trái chanh. Để lát Út chần sơ cái thịt này qua nước sôi. Cái chanh này có tác dụng là giúp cho thịt mình nó săn lại và nấu nó mau mềm các bạn. Và Út sử dụng 10 hột vịt. Nhà ăn nhiều hột vịt, thích ăn hột vịt hơn là thích thịt luôn các bạn. Thì Út sử dụng 10 trứng. Gia vị Út sử dụng một ít bột ngọt, bột nêm, này là tùy theo gia đình bạn để nhiều hoặc để ít. Này Út sử dụng nửa muỗng cà phê thôi và một ít tiêu hạt. Các bạn có tiêu xanh đó đập dập dập nó ăn ngon hơn là cái tiêu đen khô này nha. Và một ít tỏi, một ít ớt. Ớt này là ớt Đà Lạt, nó không có cay, chỉ đâm cho nó có màu thôi. Và cái này ớt này là ớt từng nè mới là cay các bạn. Và một muỗng canh đường phèn. Đường phèn này bạn sử dụng đường phèn nó ngon hơn là đường cát, nếu không có thì mình sử dụng đường cát. Và một muỗng canh muối hạt để lát mình đâm cái ớt các bạn, đâm muối ớt nè. Và cái dầu màu sử dụng 2 muỗng canh. Và Út sử dụng một muỗng cà phê dầu ăn, này lát mình ướp thịt cho cái thịt nó được bóng hơn. Và 2 trái dừa tươi. Dừa này hôm qua Út chặt bỏ vào tủ lạnh á, giờ Út xả ra để lấy nước nấu các bạn. Như vậy là cái nguyên liệu và gia vị của món thịt kho hột vịt của Út đã đầy đủ. Giờ Út bắt đầu nấu nha. Giờ Út chuẩn bị một cái nồi nước này để chần thịt các bạn. Và nấu sôi. Rồi, Út chuẩn bị một cái nồi nước luộc trứng vịt. Đây, Út để thêm một ít muối để cho nó dễ lột. Rồi, Út luộc hột vịt. Cái nồi nước sôi của Út đã sôi. Cho thịt vào. Và cho muối. Cho chanh vào. Rồi mình tắt bếp nha. Để trong đây 2 phút rồi mình rửa vài nước lã. Giờ Út bắt đầu ướp thịt. Thịt này Út rửa để ráo nè. Cái muối với tỏi ớt nãy Út đăng nè bỏ vào luôn. Tiêu tiêu hạt nãy Út đăng nhanh dập dập thôi. Cái dầu ăn và cái đường phèn nêm và bột ngọt này các bạn nha. Ăn bột nêm bột ngọt nhiều được thì mình nêm. Cho 2 muỗng canh nước mèo chọc đều lên cho cái thịt nó thấm gia vị. Mình ướp từ 30 phút trở lên thì ướp càng lâu càng ngon các bạn, nó thấm. Dịch của Út luộc đã chín rồi nè. Út đi lột cái dịch. Cái thịt của Út ướp được 30 phút các bạn. Giờ Út bắt đầu nấu. Này Út để lửa lớn nè, cho cái thịt nó săn lại, thấm cái gia vị này, thôi cho hút hết cái bọt nước này nha, mới ngon, thơm mình ngon. Cái thịt của mình đã thấm rồi nè.
Cho ớt cho vào được chưa? Cho nước dừa vào. Kho. Đây cái nồi thịt kho cốt nè. Sôi nè các bạn, mà không có bọt luôn nha. Tại vì nãy mình trụng thịt qua cái chanh muối á. Giờ cái nồi thịt nó màu đẹp không? Và đặc biệt nó là Út chuẩn bị một cái ít than này nè, mình nướng tại lò than. Các bạn có lò củi á, để lửa riu riu á, cái món thịt nó sẽ mềm, rịu hơn là mình xài lò ga. Rồi Út chuẩn bị đi nướng than. Đây Út bắt qua một cái bếp than để nấu. Cho nó hâm hâm vậy thôi các bạn. Cái thịt nó sẽ được mềm rịu hơn. Giờ đây. Rồi món thịt kho của Út nấu nãy giờ cũng được 50 phút rồi các bạn. Thịt nó cũng rịu rồi nè. Giờ Út bỏ cái miếng vịt vào. Miếng vịt này các bạn thích có màu quá thì mình để. Mình lăn qua cái nước màu. Thì Út không có lăn. Bị lẫm bên trứng nè. Còn có chín trứng nè. Mình để trứng vịt sau thì cái trứng của nó được giòn, nó không có bị dai. Cho nó xuống dưới để cái trứng nó thấm gia vị. Rồi Út thử coi nó vừa ăn chưa. Độ mặn thì vừa các bạn. Và thiếu độ ngọt. Thiếu độ ngọt Út cho thêm một muỗng canh cái đường phèn vào. Rồi mình kho thêm 20 phút nữa. Út bỏ cái trứng vào được 20 phút rồi các bạn. Giờ mình nêm thêm một lần nữa. Đây, cái nồi thịt kho đã thơm phức rồi các bạn. Kho của Út nè. Cái nước nó là trong luôn các bạn. Màu đẹp nữa, mình khỏi cần vớt luôn các bạn. Nói cái cách này là mình không cần phải vớt bột. Mà nước vẫn trong. Giờ Út nếm thử. Ngon rồi đó các bạn. Vừa đủ độ ngọt nè. Độ mặn cũng vừa luôn nè. Chỉ hơi thiếu một chút cái bột ngọt. Nhưng mà nhà Út không có ăn bột ngọt nhiều. Cái nồi thịt kho của Út đã xong. Cái thịt của nó trong queo luôn đó các bạn. Cái mỡ của nó nè. Trong. Rồi cái hộp vịt nè. Các bạn không cần lăn qua màu mà nó dẫn cái màu lên nó vừa đủ luôn nè. Nhìn thấy nó đẹp. Thì cách này mình làm, mình nấu không cần vớt bọt các bạn. Út thấy cũng hay hay nên Út chia sẻ. Nếu các bạn thấy thích thì hãy tặng Út một like, đăng ký và nhấn cái chuông. Chọn tất cả để nhận những video tiếp theo của Út nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.